Theo dự luật, quy định về mức thu nhập đối với các hộ gia đình được nhận trợ cấp sẽ được hủy bỏ. Khoản trợ cấp cho trẻ em là con thứ ba trở lên sẽ tăng gấp đôi so với trước, lên 30.000 yên một tháng, tức là khoảng 5 triệu đồng. Từ tháng 10 năm nay, thiếu niên từ 16 đến 18 tuổi sẽ được nhận trợ cấp 10.000 yên một tháng. Ngoài ra, chính phủ Nhật Bản còn tăng trợ cấp cho bố, mẹ đơn thân có từ 3 con trở lên mà thu nhập thấp. Đây là một phần trong kế hoạch nhằm ngăn chặn tình trạng tỷ lệ sinh giảm tại quốc gia này. Hiện tại, chính phủ Nhật Bản trợ cấp chỉ 15.000 yên một tháng, tương đương 2,6 triệu đồng cho các gia đình có con dưới 3 tuổi và thu nhập hàng năm thấp hơn mức nhất định do chính phủ đề ra. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cũng đang xem xét loại bỏ việc tăng thuế để tăng cường hỗ trợ chăm sóc trẻ em.